Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của gia vị. Gia vị nghĩa là gì? Một thứ gì đó dùng để tạo hương vị đặc biệt cho thực phẩm như mù tạt, tương cà, muối hoặc gia vị. Gia vị là gì? Nước sốt gia vị. Gia vị là hợp chất thực phẩm để chế biến, có chứa một hoặc nhiều loại gia vị hoặc chiết xuất gia vị. Khi được thêm vào thực phẩm sau khi đã được phục vụ sẽ làm tăng hương vị của thực phẩm. Bột tỏi có phải là một loại gia vị không? Nhờ hương vị cay nồng của nó, bột tỏi được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới như một loại gia vị. Là một loại gia vị nó sử dụng để tạo hương vị cho sốt, mayonnaise và tương cà chua hoặc nước sốt salad, nước thịt, món hầm, mì Ý, tương ớt, dưa chua, món cà ri, vân vân. Ăn bột tỏi có tốt cho bạn không? Nó đã được chứng minh là làm giảm cholesterol và làm loãng máu, giúp ngăn ngừa đột quỵ, huyết áp cao và bệnh tim. Nó ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Do đó, những người ăn tỏi có xu hướng ít bị ung thư dạ dày và đột kết hơn. Bột tỏi cũng được cho là giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Điều gì xảy ra nếu bạn ăn tỏi hàng ngày? Tiêu thụ tỏi trên một số lượng hàng ngày, cơ sở, trong thực phẩm hoặc nguyên liệu giúp làm giảm nồng độ cholesterol vì sự chống oxy hóa thuộc tính của allicin. Nó cũng vô cùng có lợi để điều chỉnh huyết áp và lượng đường trong máu. Các ví dụ về gia vị là gì? Một số gia vị được sử dụng trong quá trình nấu ăn để thêm hương vị hoặc kết cấu. Nước sốt thịt nướng, bơ hỗn hợp, sốt teriyaki, nước tương, bơ thực vật và kem chua là những ví dụ. Nhiều loại gia vị chẳng hạn như mù tạt hoặc tương cà có sẵn trong các gói phục vụ một lần, thường được cung cấp cho các bữa ăn mang đi hoặc thức ăn nhanh. Gia vị phổ biến nhất là gì? Theo một thông báo nghiên cứu thị trường mới, loại gia vị này đánh bại nước sốt cà chua là loại gia vị được mua nhiều nhất ở Hoa Kỳ. Theo báo cáo của Quartz, đất nước Hoa Kỳ dùng tiêu thụ 2 tỷ mayonnaise mỗi năm, cao hơn gấp đôi so với lượng tương cà, đạt 800 triệu đô la Mỹ. Gia vị nhà bếp là gì? 7 gia vị cần luôn giữ trong nhà bếp của bạn. Thứ nhất, dầu ô liu chất lượng. Thứ hai, giấm balsamic. Thứ ba, sriracha. Thứ bốn, mật ong Dijon mustard. Thứ năm, tương cà. Thứ sáu, xì dầu. Thứ bảy, bơm. Muối có phải là gia vị không? Những loại gia vị nước sốt đặc biệt này thường được thêm vào bàn ăn ngay trước khi ăn các loại lượng sử dụng tùy thuộc vào hương vị hoặc khẩu vị cụ thể mà một người thích. Gia vị phổ biến bao gồm muối, tiêu, bơ, tương cà, giấm và các loại thảo mộc khô. Một từ khác cho gia vị là gì? Đồ gia vị. Thứ nhất, gia vị. Thứ hai, cách ăn mặc. Thứ ba, nước thịt. Thứ bốn, thảo mộc. Thứ năm, tiêu. Thứ sáu, cay nồng. Thứ bảy, nếm. Thứ tám, muối. Gia vị linh hoạt nhất là gì? Là những gì các gia vị năng hoạt nhất trong số tất cả, đó là mayonnaise. Tất nhiên, không phải tất cả những gì đáng ngạc nhiên. Mayonnaise là một loại gia vị cực kỳ linh hoạt khi bạn xem xét nó được làm từ gì: dầu ô liu, lòng đỏ trứng, chanh và muối. Những gì được phân loại như một loại gia vị? Gia vị là một loại nước sốt hoặc chất phẩm được thêm vào thực phẩm, thường là sau khi nấu, để truyền một hương vị cụ thể, để tăng hương vị hoặc để bổ sung cho món ăn. Các loại gia vị đôi khi thêm vào như khi phục vụ, ví dụ trong một chiếc bánh sandwich được làm với tương cà, mù tạt hoặc mayonnaise. Gia vị có phải là nước sốt không? Được nghĩa về gia vị là một loại gia vị nước sốt hoặc chế phẩm được thêm vào thực phẩm để tạo ra một hương vị cụ thể hoặc tăng cường
vị của nó. Vì vậy, một nước sốt có thể là một gia vị, nhưng không phải tất cả gia vị có thể là một nước sốt. Nếu nó phủ lên các thức ăn, nó là một loại nước sốt. Nếu nó sử dụng với một lượng nhỏ để làm tăng thêm thức ăn, nó là một loại gia vị. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.